Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trên mọi lĩnh vực đang diễn ra ngày một sôi động. Đặc biệt trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, quá trình này ngày càng trở nên sâu rộng hơn và nó đòi hỏi cao hơn về tính chuyên nghiệp. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí xuất bản đã gặp phải không ít khó khăn trong công việc của mình vì rào cản ngôn ngữ nói chung và hệ thống thuật ngữ chuyên ngành nói riêng. Trước thực trạng đó, nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn Từ điển thuật ngữ báo chí xuất bản Anh, Nga, Việt. Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng lựa chọn từ, cụm từ chuyên ngành tiêu biểu để phản ánh một cách chính xác, tính chất và thực tế vô cùng phong phú trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đa phương tiện của các nước Anh, Mỹ và Nga. Do đặc tính ngôn ngữ về báo chí xuất bản và truyền thông ở mỗi nước có sự khác biệt lớn, nên các tác giả đã rất chú ý và cân nhắc lựa chọn để tìm ra các phương án xử lý ngôn ngữ tương thích. Nhiều trường hợp, vì trong tiếng Việt chưa có được thuật ngữ tương đương, cho nên các tác giả đã mạnh dạn đưa ra cách dịch giải thích. Cuốn từ điển gồm hai phần chính. Phần 1, các thuật ngữ báo chí truyền thông đa phương tiện. Phần 2, các thuật ngữ xuất bản. Cuốn từ điển này là công cụ đắc lực cho các phóng viên, biên tập viên ngành báo chí xuất bản, nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng tác nghiệp trong hoạt động báo chí xuất bản, đồng thời là tài liệu quý cho các dịch giả, các giảng viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực báo chí xuất bản. Việc biên soạn từ điển là một công việc phức tạp. Xây dựng từ điển thuật ngữ chuyên ngành còn khó khăn hơn nhiều lần. Do vậy, cuốn từ điển sẽ khó tránh khỏi nhiều thiếu sót. Nhà xuất bản rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của độc giả để nâng cao chất lượng từ điển cho lần tái bản tiếp theo.